Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay thì cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành, đó là kế hoạch nâng cho chú rồng siêu hiếm lên 5 sao rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức về chú rồng siêu hiếm cũng như là đặt một điểm nhấn cho chú rồng siêu hiếm trong khoảng thời gian mà chú rồng đó đã xuất hiện tại mùa giải chứng chỉ 0.01% năm gọi là ngoái nha các bạn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đến với một điều khá là thú vị. Nếu như các bạn, đó là ở trên kênh của mình, đó là kênh Quân Toriko New. Đấy, đầu tư hẳn làm luôn là cái, nói chung là ảnh bìa video để các bạn chứng minh cho sự hoạt động trở lại là đăng video ở trên kênh này. Và mình sẽ đăng song song là video Red City khám phá ở trên đây nha các bạn. Đấy, mới gọi là một video hoạt động lại mà cũng được khá là nhiều bạn chúng ta ủng hộ. Và mình cũng mới làm thêm một video nữa ở đây, đó là test thử mẹo đi vào viên đá màu xanh để mà cùng tìm ra cái con đường tối ưu các bạn ạ. Nói chung là phần đầu thì chúng ta test, phần sau là chúng ta tìm ra một con đường tối ưu để các bạn ạ. Và nhận được những phần thưởng cũng rất là ngon. Các bạn có thể là xem video để mà chúng ta tranh thủ áp dụng nha các bạn. Hoặc là chúng ta xem để biết lần sau áp dụng thì sao, phải không các bạn? Mình nghĩ rằng sẽ rất là hữu ích cho tất cả chúng ta đấy các bạn ạ. Ok, và các bạn có thể là nhấn vào đường link ở bên phía dưới để mà vào kênh Quân Toriko New, hoặc là nhấn vào phần mục kênh của mình nha. Đây là kênh phụ của mình ngày xưa là có hoạt động, bây giờ chúng ta hoạt động trở lại rồi nha các bạn. Đấy, các bạn nhiều surprise. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là đến với chú rồng nha các bạn. Đấy, chú rồng siêu hiếm đã nâng sao rất là nhanh luôn. Mới nâng sao đây mà đã lên 5 sao rồi, quá là nhanh luôn phải không các bạn? Vậy thì chú rồng siêu hiếm có gì cũng sắp full rank, tu vi tăng tiến level đỉnh phong chưa? Nói chung là gặp nhiều điều các bạn ạ. Ok, và bây giờ sẽ là finish chú rồng này nha. Nói chung thì mình sẽ kể lại những đặc điểm của chú rồng này và vì sao chú rồng này lại được gọi là chú rồng siêu hiếm nha các bạn. Yeah, cuối cùng cũng lên 5 sao rồi, nhưng một điều khá đáng tiếc đó là không thể nâng cho chú rồng siêu hiếm lên level 70 được các bạn ạ. Vì chúng ta không có sự kiện giảm giá khi cho rồng ăn nữa rồi. Giảm giá trái cây đấy các bạn. Ok, thì có lẽ là vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi, vẫn cứ là một cái hy vọng gì đó nhỏ nhoi các bạn ạ. Đấy, rồi, và đầu tiên thì chúng ta tìm chú rồng siêu hiếm chứ nhỉ các bạn. Nãy các bạn thấy chú rồng siêu hiếm có hệ gì nào? Có phải là chúng ta có hệ lửa rồi đất rồi băng không? Đúng rồi, đang gọi là tìm ở trên đây các bạn tìm thử nè. Là lửa nè, đó, rồi đất nè, băng nè. Không biết thực sự có hệ lửa không ta? Đấy, thì nói chung hình như là không phải các bạn. Như là băng, đất và lá. Trời ơi. Ok, thật ra là bây giờ có tìm cũng tìm không ra đâu các bạn. Vì đó là chú rồng siêu hiếm cho nên là sẽ không có trên bộ bóc nha. Đó cũng là cái giá trị khá là cao của chú rồng này khi mà là chú rồng không xuất hiện trong bộ bóc Dragon nha. Nên lần nào mà các bạn đặt ra môi trường nào để các bạn cố gắng đặt ở nơi nào đó để cho các bạn dễ phát hiện. Chứ các bạn gọi là đặt đâu đó là chúng ta quên luôn, tìm không được luôn đấy các bạn nha. Và mình thì mình đặt chú rồng siêu hiếm ở trong đây. Yeah, siêu hiếm đã nâng lên là 5 sao rồi các bạn ạ. Nói chung là trong video vừa qua thì các bạn cũng có xem video là nâng cho chú rồng siêu hiếm lên 5 sao và ký sự về những chú rồng 5 sao của mình. Nói chung thì cuối cùng thì chú rồng siêu hiếm cũng đã lên được 5 sao, đang ở tu vi level 55. Và có lẽ là chúng ta sẽ cần thêm một ít điểm rank nữa, cụ thể là 80 điểm để mà có thể là lên rank đỉnh phong các bạn ạ. Ok, như sao tạm thời là ở cái ngưỡng sức mạnh này chúng ta cũng được xem là ra gì với một chú rồng là cấp độ R rồi các bạn ạ. Đấy, cấp rat các bạn ạ. Nói chung thì cũng có lực chiến lên đến 80k máu và có đến khoảng tầm đó là 17.6k đam các bạn ạ. Bên cạnh đó những skill thì mình cũng đã gọi là train hết rồi. Đấy, thì các bạn có thấy là ở điểm nào được không? Này, tiếp theo là chúng ta sẽ gọi là đi tìm những điểm gọi là siêu hiếm là lạ của chú rồng này nha. Đầu tiên là tên của chú rồng này, ngay trong cái tên là đã thấy gọi là lạ đó các bạn. Chú rồng tên là Asian Dragon, nếu mà dịch ra thì là một chú rồng cổ đại. Nhưng mà thời đấy thì chưa có ra hệ Primal các bạn, cho nên là rồng tiền thân đặt tên cho gọi là hệ cổ đại, là ngoài không gian hay gì là
kiểu mà cổ đại ngày xưa đó các bạn, mà không có hệ primal. Yeah, đấy là cái thứ nhất nha các bạn. Cái thứ hai á là chú rồng này không có, nói chung là khi mà chúng ta đặt quả trứng chú rồng này ra thì quả trứng chú rồng này sẽ giống y chang quả trứng của chú rồng lửa luôn, nhưng mà gọi là có cái điểm sắc nét hơn. Trong khi đó mà quả trứng chú rồng này ra sau chú rồng lửa mà lại có cái điểm sắc nét hơn chú rồng lửa, mà mình nhìn thì đáng nhớ nó có cái sự to to hơn nữa các bạn ạ. À, đấy là cái thêm một cái đặc điểm tiếp theo. Đấy, đặc điểm tiếp theo nữa là chú rồng siêu hiếm này chúng ta có ngoại hình hệ lửa. Đấy, thì hiển nhiên là phải có hệ lửa mà các bạn. Vậy mà không đâu các bạn ạ. À, hệ của chú rồng này được ghi ở trên đây là hệ băng, không phải hệ lửa các bạn. Đấy, còn lại là hệ lá nữa. Chú rồng này là nguyên người là một cây lửa, nói chung là cuồn cuộn luôn. Thế nào mà đã không phải gọi là đối nghịch với lửa là băng rồi, mà còn có thể là chung sống được với hệ lá khi mà lửa cũng đốt cháy lá và băng cũng khắc chế lá. Thế nào mà vẫn có hệ lá trong gọi là hệ chú rồng này. Đấy, và một hệ nữa là hệ đất. Mặc dù mình không biết hệ đất ở đâu ra, nhưng mà hệ đất thì chúng ta gọi là có thể là tạm chấp nhận được, phải không các bạn? Ok, đó là điểm gọi là kỳ lạ tiếp theo chú rồng này. Và điểm kỳ lạ tiếp theo chú rồng này nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở bên cái phần là sụt đây nè các bạn, là cái chỗ mà chúng ta lấy á, biểu tượng lai rồng. Chú rồng này lai không được đấy các bạn. Biểu tượng đánh trong gọi là rương arena của ngày xưa. Rương này là kiểu mà trong rương vừa arena mà có thể là vừa trong clan luôn nhỉ, nhưng mà cũng không có đâu các bạn ạ. Đấy, và biểu tượng này là biểu tượng Dragon Box, là chủ nhân của một bóc nào đấy, cũng không có luôn các bạn. Thậm chí là trong bộ bóc còn không có thì làm gì mà có mấy cái gọi là biểu tượng kiểu mà cách lấy thế này. Cái này nói chung là có nhiều chú rồng cũng gọi là không có đúng về cái phần này, thì chú rồng này là được tới tận cả ba luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, quá ghê gớm phải không các bạn. Đấy, và tiếp theo thì chú rồng này không có skin baby nha. Đấy, một điểm gọi là rất lạ, rất hiếm của chú rồng này nữa là chú rồng này không có skin baby các bạn. Bị lỗi skin, không có file. Thôi rồi, bị mất tiêu luôn rồi ơi. Đấy, ta thử đây là chú rồng kia mất tích rồi các bạn ạ. Đây, chính là chú rồng nhỏ. Mà không có chú rồng nhỏ đâu ở đây đó. Đâu rồi? Trời ơi các bạn ạ. Đấy, thấy kỳ lạ chưa, chú rồng này đúng là chú rồng đáng ra là tính là chú rồng đã bị xóa rồi, mà bằng một cái lý do đó là chú rồng này gọi là lại xuất hiện trong Roll City với việc là không có file gọi là baby skin, và nói chung là nhiều cái điều thú vị khác. Điều thú vị nữa các bạn, đó là chúng ta rõ ràng ghi hệ đất lửa, nó cho đất băng lá thì thôi đi, mà trong cái bộ skill này không có hệ đất các bạn, đổi lại là hệ điện nha. Mình có thử trend skill rồi cũng không có hệ đất nha các bạn, chỉ có là điện băng lá. Trời ơi, chịu nổi không? Đã ngoại hình lửa, tên thì cổ đại, không có hệ lửa, không hệ cổ đại rồi, mà còn có hệ khắc chế của lửa, gọi là kiểu lửa khắc chế nữa là băng và lá. Rồi để hình hệ đất, mà cuối cùng là không có skill hệ đất mà thành ra skill hệ điện. Cũng không có dư ra một cái skill hệ khác các bạn ạ. Đấy, là chú rồng này là có rất là nhiều những cái điểm kỳ lạ như các bạn. Nhưng mà cái điểm mà khiến cho chú rồng này trở thành chú rồng siêu hiếm đó là, nếu mình nhớ không nhầm thì vào năm ngoái ấy các bạn ạ, như là năm kiểu mà chắc là đúng là năm ngoái rồi, tại vì năm nay thì chú rồng này không phải chú rồng siêu hiếm nữa rồi, tại vì chú rồng này gọi là được xuất hiện rồi, được lan truyền là siêu hiếm, xong rồi nhiều bạn sở hữu, nhà sở hữu, thành ra là chú rồng này trong năm nay là không có đạt được cái điểm số nói chung là cao, mà kể cả là cái điểm hiếm cũng giảm đi nhiều nữa các bạn ạ. Mà hình như là tại năm ngoái, năm 2022, khi mà chúng ta nhận cái bộ bóc thì chúng ta gọi là được chú rồng này, nói chung là có một số bạn thôi nha, được chú rồng này và ghi cái tỷ lệ độ hiếm là 0.01%, là còn thấp hơn cả 0.10 lần nữa các bạn ạ. Là cực kỳ hiếm, siêu hiếm ở trong tựa game Red City luôn, cho nên chú rồng này được tên là rồng siêu hiếm nha các bạn. Ok, cánh chú rồng này thì nói chung là đồ họa, là chúng ta thấy đồ họa cũng khá là cổ xưa, nhưng mà được cái phần trước cũng khá là nét các bạn ạ. Đấy, ngọn lửa cháy rực như này. Đó, skill thì mình đã train hết rồi. Skill mà lúc mình chưa train á là toàn skill ngày xưa không các bạn ạ. Nói chung là skill của chú rồng này khá là cổ sĩ nha các bạn. Đó. Đấy, còn cái đặc điểm hiếm nào nữa không thì các bạn cũng có thể là kể ra nha. Chú rồng này thì sức mạnh tương đương với chú rồng là tam hệ. Cái lượng cát của chú rồng này các bạn.
Đấy, nhưng mà hiện tại thì đang gọi là dẫn trước rồi. Ok, và sau khi được nâng lên 5 sao thì sức mạnh bút thêm ta sẽ là bao nhiêu phần trăm đây? 59% nha các bạn, sức mạnh bút thêm của chú rồng này là 59% sau khi là chúng ta đã lên 5 sao. Đấy, bây giờ đã đến thời khắc là chú rồng nói chung là siêu hiếm ra tay rồi. Đây, đầu tiên là trong chiến trường này, các bạn nghĩ là chú rồng siêu hiếm có giải quyết được vấn đề không? May mà chúng ta ít ra còn gọi là tìm được ở trên đây các bạn, còn tìm được ở trên đây, chứ mà trên đây mà không tìm được thì không biết là lấy chú rồng siêu hiếm để làm gì luôn các bạn ạ. Ok, siêu hiếm. Rồi, và đây là chú rồng cấp R đầu tiên của mình lên được là 5 sao nha các bạn. Như là cấp C chúng ta có rồi, cấp C là chú rồng Terra nè. Cấp Epic thì chúng ta có là còn tiên nhân. Hay là còn cấp C là cấp R chúng ta mới lên 5 sao, lại còn cấp Verirat là chưa có 5 sao các bạn. Thế là chúng ta phải tìm thêm một chú rồng cấp độ Verirat rồi nâng chú rồng đó lên 5 sao nhỉ. Ui giời ơi, rồng siêu hiếm cân hết luôn các bạn ạ. 79k máu đâu thể đùa được. Trời ơi, chúng ta nhờ là sức mạnh tương đương là mạnh hơn một chú rồng gọi là legend bình thường rồi. Legend 1-2 sao thì chắc mình vẫn gọi là vẫn đánh ok được các bạn ạ. Đấy, đầu tư lên phải khác chứ. Nếu chú rồng siêu hiếm mà lên level 70 full rank nữa thì ghê lắm các bạn ạ. Chúng ta đã gọi là ao nhay hơn nhiều chú rồng tiếp mê thích khác rồi. Các bạn thông cảm là ngoài trời đang đổ mưa nha, nên là có thể là mình nói không nghe rõ lắm, nhưng mà mùa mưa mà các bạn. Đấy, ok, hơi thở băng giá. Với hơi thở băng giá của mình thì rồng siêu hiếm đã khiến cho những chú rồng bên kia không thể tự quay được. Thêm nữa sẽ là suyệt chiêu hệ lá nha các bạn. Đấy, với kỹ năng hệ lá chúng ta khiến cho những chú rồng bên kia cảm thấy lo lắng vô cùng phải không các bạn. Đấy, và đây là một item tiếp theo đã lấy được nha các bạn. Ồ, đây có một cái quest nè. Quest này cũng gọi là sẽ vào tay của chú rồng siêu hiếm các bạn ạ. Đấy, nói chung là vào trong đây chú rồng siêu hiếm đánh khá là thoải mái nha. Vì những đối thủ, hay là mình cho rồng siêu hiếm là chạm trán với đội hình khó bên kia luôn, xem thử như thế nào nha các bạn. Với lại sự trợ giúp đến từ gọi là ứng cử viên support, đó là support Ascend và một support Redeem nha các bạn. Ok, ủa, cái ải này được đánh luôn nè. Ghê dở, ải này cho mình gọi là đánh thêm nè các bạn. Thôi rồi, rồng siêu hiếm vào đây chỉ có là hốt lúa các bạn ạ. Đánh một cái mà đã qua được 4 ải rồi, lụm được biết bao nhiêu điểm. Chắc là rồng siêu hiếm phải lên tu vi tăng tiến, run đỉnh phong. Đấy, level thì cứ chờ, còn run thì cứ là gọi là lên đỉnh phong thôi. Siêu hiếm nè, đó. Chú rồng này biết là nếu mà chúng ta chuyển sang trạng thái kia thì cũng không có hiện lên hình rồng các bạn ạ. Đấy, nên để trạng thái này đi. Rồi, xong, quét hết cho đánh rồi. Ok, và rồng siêu hiếm sẽ vào đây đánh nha. Thì mình sẽ cho rồng siêu hiếm một người hỗ trợ, và có lẽ mình sẽ cho người hỗ trợ những samurai đang đi học skill rồi. Thế mình sẽ cho chú rồng rồng kia như là có hệ này đúng không nhỉ? Chú rồng Redemption cào cào các bạn nha. Cào cào thôi. Cào cào. Đó. Ủa, đây là rõ sai các bạn nha. Đây, những cào cào. Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sẽ buồn thế. Ủa khoan, khoan, hình như là nhầm rồi. Còn mình thoát ra vẫn bình thường nha. Đấy, tại vì quét này quét không hồi nên là khi nào cho đội hình ok rồi thì sẵn sàng. Đây thì rồng, không được rồi. Đây là phải yêu cầu từ cấp độ Verirat trở lên mới được. Trời ơi, rồng siêu hiếm không có vào đó đánh được rồi các bạn ạ. Thôi, thiệt luôn á. Ok, không sao, thì cho chú rồng siêu hiếm vào trong đánh lên việt cũng được. Chú rồng siêu hiếm có hệ lá thì chắc đánh được trong môi trường arena hiện tại không nhỉ? Đấy, mình sẽ cho tiếp tục là đây, cho rồng siêu hiếm ra đi. Siêu hiếm tên là gì nhỉ? Ok, rồng siêu hiếm. Như là chúng ta gõ sai tên rồi. Ok các bạn, phải là tôi gõ là từ A mới đúng không? Đó, AC này đó, đúng rồi, giờ mới gõ đúng nè. Những cào cào, Redeem, đó, Redeem xanh hết. Ok, cho hỗ trợ, cho một người hỗ trợ bên đây không nhỉ? Còn cho chú rồng đai lông nữ đi, đai lông nữ có gì ăn được các bạn. Đánh thành công thì mới ăn được 6 trận đấy. Nào, ai sẽ là người, cái gì vậy?
Cái gì vậy? Ao quá vậy? Ao sức mạnh quá vậy? Quá, chúng ta có 79k mà số lượng bên kia 110k, đánh một phát 45k thôi. Hơi dẹp đi. Ui trời ơi, không sao đâu, có đàn ông nữ ở đây. Hốt nè, đó, hốt lúa luôn. Ôi ôi, cái con siêu hiếm là Pokéx của chú rồng đàn ông nữ rồi. He he, mình xin, trời ơi. À, chú rồng này có vẻ là ngang tầm sức mạnh nè. Cho chú rồng này đánh yếu yếu tí xíu. Ok, và chúng ta sẽ gọi là có một pha hy sinh đến từ những cao cao để cho chú rồng gọi là siêu hiếm có thể là trở lại chiến trường. Hay lắm, rồng siêu hiếm đã quay trở lại và KS được 2 điểm các bạn, 2 điểm hạ gục. Yeah, đối đầu với chú rồng này có vẻ là khá là căng thẳng. Nhưng mà với cái tình hình này thì chắc là chú rồng siêu hiếm chúng ta ăn 3 điểm luôn. Rồi, hôm nay là ngày của rồng siêu hiếm. Video của rồng siêu hiếm nên chú rồng nhân vật chính là có quyền KS điểm các bạn ạ. Đấy, còn sau là mình sẽ để dành điểm cho đai long nữ nha. Chứ không gọi là chú rồng Fragmented thấy cảnh này là đau lòng lắm các bạn ạ. Rồi, thôi rồi ăn được 3 điểm luôn. Giờ thì có cần tuyển support khác không nhỉ? Ui trời ơi, lượng máu lần này chú rồng gọi là đai long nữ chữ phát là chú rồng bên kia là bay màu rồi. Cho nên những cao cao lên đi, ồ cao cao lên gọi là máu cao cao đã rớt xuống là thấp rồi. Nhưng không sao, cao cao vẫn còn bơ hồi sinh, xài xong gọi là bơ hồi sinh rồi chúng ta sẽ chừa lại một lượt cho những cao cao phát huy sức mạnh gọi là hồi sinh của mình nha. Đấy, ok la, và chúng ta sẽ sử dụng hơi thở băng giá. 27k được một điểm rồi. No, hay quá, sao vẫn còn các bạn nha. Mình có nên xài cái skill gọi là linh hồn của rồng đó. Biết ngay mà, vẫn còn một ít điểm cho chúng ta là KX nha các bạn. Yeah, ăn luôn. 2 điểm hạ gục. Vậy tính ra mình biết rồi các bạn nha. Chú rồng siêu hiếm thì ra là chú rồng siêu hiếm kiểu mà có thể lên 5 sao để sức mạnh để chúng ta có cái khả năng là KX đỉnh cao các bạn nhé. Trụ được trong giao tranh để có thể là KX, nhưng mà lần này thì không được rồi, máu chú rồng kia thấp quá. Đấy, thành ra đai long nữ vẫn có phần, nó không sao, 2 điểm là ngon rồi. Trước đây ăn 1 điểm là cũng là ok rồi các bạn, chứ mà ăn tới 2 tới 3 điểm là quá là ngon rồi đó. Tại vì trước đây chưa đầu tư á, nên là thường thường chúng ta ăn 1 điểm là đều bị chú rồng bên kia là sát đau các bạn ạ. Lần này thì mình sẽ đánh yếu. Đó, rồng siêu hiếm. Ồ, một pha tích được cái nội tại. Rồng siêu hiếm ra tay sử dụng hơi thở của lá cây. Đấy, và chú rồng bên kia đã phải lùi bước. Gì đây? Trời ơi. Cái gì đây? Đánh phát là lượt hồi sinh luôn á. Ghê quá à. Đại long nữ lên nào. Cái bờ sinh đó mình nghĩ là bờ hồi sinh của chú rồng những cao cao đấy các bạn ạ. Ây da, 31k máu thì lượng máu khá là nhiều. Thôi kệ đi, cho chú rồng đai long nữ ăn luôn. Yeah, đấy, giờ đến chú rồng này. Ôi ôi, chú rồng này mình có cái khiên các bạn nè. Cái khiên, nhưng mà lượng máu này khá là thấp. Không biết là hai chú rồng kia hợp lực lại có đánh được không, chứ không là để đai long nữ ăn tiếp rồi đó. Được ít, chắc lần nữa sao lại ăn nhiều nha các bạn. Yeah, cao điểm. Ôi trời ơi, vẫn còn điểm số nha. Giờ thì chú rồng siêu hiếm hơi thở băng giá. Yeah, khoan, hình như là hơi lỗi rồi. Đáng lẽ ra phải để cho những cao cao vẫn có chiêu yếu nè. Đừng, trời ơi, những cao cao yếu rồi mà. Rồi chúng ta chảo rồi, ta không có tính toán, chú tính không kỹ. Đi vậy là mất toi một điểm của rồng siêu hiếm của chúng tôi rồi. Không sao đâu, những cao cao cũng gọi là đang cày ranh các bạn. Tức là cày ranh sau này, chứ mình cũng không có tính là cày ranh nhiều lắm. Ok, gặp chú rồng này 95k máu, một bạc tay của đai long nữ nữa rồi, đi rồi. Không biết được không ta, xem thử đánh sẽ kêu yếu thôi. Yếu thôi. Trời ơi, yếu mà mạnh các bạn. Tại vì đai long nữ sức mạnh tầm này rồi, muốn yếu mà không yếu được các bạn ạ. À, tại chú rồng này bên kia cũng 94k máu, nhiều quá. Ta đánh cũng mệt lắm á. Bây giờ mới đánh một phát mà có vẻ là thở không nổi rồi. Anh ơi, em cần bình oxy. Anh ơi, gọi cấp cứu.
Rồi, chúng ta gọi là có cái bờ hồi sinh rồi. Bây giờ đến được trong siêu hiếm bên kia chí mạng nữa thì phải làm sao? Khoan. Ây da, chú rồng bên kia trả giá đi nào. Một điểm dành cho bé. Siêu hiếm ra tay. Ui xời ơi. Bây giờ là phải cho chú rồng này vào và hồi sinh chú rồng kia thôi. Mà chú rồng kia có đánh ao ngay đúng không? Trong khi chú rồng kia đó đánh muốn khắc chế chúng ta quá trời luôn á. Được không? Anh trai ơi. Được không? Trời ơi, gạch được. Được luôn không? Có vẻ là còn thiếu chút xíu may mắn cho bạn ạ. Nhưng mà sao có đai lân nữ sẽ báo trù cho. Đó, 198k. Chú rồng bên kia có đầy máu cũng không đỡ được đâu các bạn ạ. Thì rồng siêu hiếm chắc là muốn tuyển phụ tá mới không? Nhưng mà phụ tá cao là ngon rồi. Chứ mà chú rồng những samurai đi cho luyện skill rồi, đâu có đây đâu. Không cho những samurai vậy. Rồi, chú rồng này có 49k máu mà gọi là la lối om sòm. Đấy, hơi thở băng giá. Chỉ cần hai hơi thở băng giá thôi, cái gì đây? Lại tiếp chiêu là skip biệt ứng, hơi thở băng giá một lần nữa nè. Có lẽ ở chỗ đồng siêu hiếm có hơi thở băng giá là rất là ghê gớm các bạn nha. Khoan đã, mình hồi sinh đứa đồng kia trước rồi nha. Rồi cho chỗ đồng siêu hiếm ăn một điểm. Và ăn hai điểm rồi, đúng không các bạn? Ăn hai điểm rồi. Nếu không để cho chỗ đồng kia gọi là hồi sinh xong mình không ăn được điểm nào. Nào, lên. Ây da, đó. Hồi tới cản không nổi. Biết phân tích, biết tính toán là cơ hội cho rồng siêu hiếm này có thể là ngoi lên và có thêm điểm hạ gục nha các bạn. Rồng siêu hiếm đã trở lại. Sức mạnh điểm hạ gục của rồng siêu hiếm. Hơi thở của lá cây. Rồi luôn. Sao mà cứ gặp khắc chế hoài như là đánh trong chỗ này chú rồng nào cũng có thể gọi là vừa đánh khắc chế mình hay sao ý. Thấy là máu mình nhiều rồi đấy mà bị toàn bị khắc chế không có thể là kéo dài được lâu các bạn nha. Thành ra là chúng ta mới gặp những chú rồng bên kia đánh quá là đau đầu luôn đó. Ui giời, một phát bay màu luôn. À, chú thích chơi vậy không? Chú thích chơi kiểu vậy không? Ok, chú bạo lực cái gì? Được nè, chú muốn chí mạng thì chí mạng nè. Đó, chú rồng siêu hiếm ăn luôn chú rồng bên kia. Sức mạnh của chí mạng chắc là như vậy á. Đánh tới hơi thở cuối cùng luôn. Điện câu. Sức mạnh bên kia hơi thở băng giá. Trời ơi, kè hơi thở băng giá này ra. Không sao. Hồi sinh. Hồi sinh lấy thêm 28k máu. Hồi sinh lên đánh khô máu luôn. Đấy, giết luôn. Không giết được. Đấy, cứ tin tưởng vào tay lái của rồng siêu hiếm. Giết luôn. Trời ơi, Cái gì vậy? Ui giời, trả giá đi. Phải trả giá các bạn ạ. Đúng là một cái pha tình huống quá sức là lương lẹo. Chung là đến từ ninja sao chép các bạn nha. Ok, bây giờ thì nói chung là sẵn tiện chúng ta sẽ vào đây và có những cái trận combat cùng với chú rồng. Ấn thần khoan đó đã. Cái này thú vị đây các bạn, cái này chắc là thú vị nè. Rồng siêu hiếm có đây không ta? Không được rồi, phải yêu cầu có hệ gọi là legend mới được. Để chúng ta sẽ cùng binh đoàn chống lại chú rồng bên kia. Ui, avatar của bạn bên kia nhìn ghê thế nhở. Ok, và trước đó thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một xíu ở trên group Thợ Săn World City để mà chúng ta gọi là xem thử là những phần quà ở trên gọi là chỗ mà Guia Hollow lần này rất là ngon nha các bạn. Ok, để chúng ta xem video ở bên kênh của Toriko New đấy. Thế thôi. Ok, và như vậy thì mình đã đến với group Thợ Săn World City của Toriko để mà hóng nhiều chuyên mục là đăng ảnh các bạn ạ. Đấy, ta sẽ xem là kết quả nha. Trời ơi, các bạn thấy không? Tham gia sự kiện gọi là Guia Hollow đợt này khá là ngon nha. Được hai chú rồng Kama này. Ui giời, đi mở rừng hai Master Kama ra, hai chú rồng Kung Flu Kama và Determinational Kama các bạn. Đây nữa nè, hơn 200 game, tiếc là không nhận được 3 rừng game. Ui giời, 2 rừng Good Jet và 2 rune game này khá là ngon luôn. 200 game quá lời các bạn nha. Mà được thêm luôn là chú rồng màu tím ở đây luôn các bạn. Mở rune ra không biết là ra gì đây. Ôi dồi, không đăng hai ảnh rồi là ra gì ở dưới giờ. Đấy, đây là bạn Tài Đức là đệ tử của mình nha các bạn. Đó, ta sẽ tiếp tục là kéo đến. Ui dồi, 20 game bằng 1-2 gọi là Crucial Core. Lại không anh em. Ui dồi ơi, là Crucial Time đấy các bạn. Đấy thì rất là lời nha các bạn. Thôi chỉ với 20 game
Quá ngon các bạn ạ. Còn chần chừ gì mà không gọi là xem video ở bên kênh Quân Torico News để mà tham gia vào sự kiện video Hollow, bởi vì bên gọi là video của mình thì mình cũng mở ra camera đấy các bạn ạ. Ôi xời. Đấy, rồi đây thì sao? Đây thì không có gọi là liên quan lắm, nhưng mà cũng có là kiểu mà muốn trend gọi là duo đấy. Mình còn cần Kama ấy, cần Kama tham gia sự kiện lấy Kama free, trời ơi. Không phải free mà là lấy Kama giá rẻ, trời ơi. Ok, ai có mạnh không? Rồi, tôi rồng Ambition Kama ngày xưa gọi là mình săn mà mình săn mệt đỏ luôn các bạn. Giờ mở rương gọi là game hên ra luôn. Ôi ôi, đâu rồi, ta tiếp tục lướt xuống nha, xem có bạn nào ta gọi là tiếp tục chuyên mục khoe đi gọi là trên Wea. Ôi dễ quá, ui xời, mở rương quảng cáo này các bạn ạ. Đâu rồi, mình nhớ là có đây, bạn Chí Bình. Biết bạn Chí Bình họ gì, nhưng mà bạn Chí Bình là nhân phẩm đêm khuya siêu các bạn ạ. Ui giời, bạn ấy gọi là mở ra nguyên toàn top những chuồng rồng Kama không. Đấy, các bạn có thể thấy là từ lượng game là 1563 thì ở cái ảnh cuối á, các bạn ấy xuống còn khoảng tầm là 900 game các bạn. Nói chung là khoảng tầm 600 game là bạn ấy đã lấy được rất là nhiều chiến lợi phẩm như là Frostmantic Kama, trời, Ambition Kama, Great Kama, trời ơi toàn top Kama không, Determinational Kama, hai Buildio. Rồi ở dưới có gọi là mấy cái ảnh, nói chung là rất là nhân phẩm nha các bạn. Đấy, chưa kể là bạn ấy đi thì nói chung là không biết là thêm những cái vật phẩm sự kiện rồi cái phần thưởng gì vào nữa. Tính xương xương chỉ cần một chú rồng Frostmantic Kama ở đây là bạn ấy đủ lời nha các bạn. 600 game mà đổ lấy một chú rồng Frostmantic Kama thì chú rồng này là Kama đứng đầu, nên thành ra là đã thấy lời rồi. Nếu mà ấy chưa có thì có thể là kể cả là dùng tới 700-800 đổi vẫn lời các bạn. Thế mà vừa có gọi là nhân phẩm nguyên cả nguyên top những rồng này, quá ngon phải không các bạn? Còn chừng thừa gì mà không gọi là tham gia ngay sự kiện Wizard Hollow đợt này. Mấy đợt sau nha thì có khả năng là không có ngon một đợt này, hoặc là phải chờ lâu thì mới có một cái đợt ngon. Đấy, các bạn gọi là xem video xong rồi cảm nhận nha các bạn. Ok, cảm ơn bạn Chí Bình nha. Đó, thì đây là mình sẽ giải thích tại sao lại ngon nha. Thì vào đây phát. Ok các bạn, gọi là cứ gọi là theo dõi tí xíu đi, mình vào đánh gọi là arena sau nha. Đó, đây thì tại vì cái rương này á là ở chỗ này nè, chúng ta gọi là có một cái rương Master Chest thế này, mà rương này á là cái phần thưởng nói chung là kiểu mà người ta cho ở dưới đây á tệ cũng là 50 game 25 up theo rich là legend, rồi chưa kể tỷ lệ ra Kama trong rương này rất là cao các bạn ạ. Thấy mở toàn ra Kama này, mở ra hai rich bình thường thì thôi coi như là không được hên, chứ mà có thể là mở ra Kama, hai Corrupted Time, tín hiệu từ vũ trụ, hay view điều, kể cả là hai Master Kama các bạn ạ. Ok, và rương bên đây là rương game thì ít ra bù được game tí xíu nếu mà may mắn, còn không thì bù 10 game, mình mở toàn ra 10 game các bạn ạ. Ok, mình sẽ đi thử một lần cho các bạn xem nha. Mình sẽ chọn ô thứ nhất nè, ta da, trời ơi đi ô thứ nhất mà được 3 game kìa. Ok, mình sẽ chọn ô thứ tư nha, tại vì ô thứ tư nãy thấy xuất hiện đá nên mình chọn lại. Đấy, chúng mình sẽ phân tích một lần cho các bạn xem cái lối đi của mình. Mình đã chọn thứ 1 và ô thứ 4 rồi, thì khả năng là sẽ còn ô thứ 2 và thứ 3. Bình thường thì mình sẽ hay chọn ô thứ 3. Tại vì sao? Tại vì ô thứ 2 bây giờ mình đi toàn ra pháp sư hồi trước các bạn. Mình thấy pháp sư ở ô thứ 4 và thấy đá ở ô thứ nhất, thì nói chung là cả thứ nhất và thứ 4 đều có khả năng ra cả, nhưng mà mình sẽ gọi là theo con đường mà đi lấy đá, nên mình sẽ chọn thứ nhất. Đó, có đá luôn các bạn ạ. Ok, và đến ô thứ 5 chúng ta chịu khó chọn ô thứ nhất nha. Nói chung là chọn để mà mình làm móc thôi. Đấy, chọn xong rồi sau nữa, chọn xong rồi bây giờ mình sẽ cố gắng là mình chọn vào những cái ô còn lại nha các bạn, để mình lấy đâu đó là 3 tới 5 viên. Nói chung là sẽ có một ô 3, sẽ có một ô 2 để mà khi mà lên đây nè, khi lên ô thứ 10 á, chúng ta sẽ là lấy thêm một lần kiểu vậy nữa, để mà mình đánh đổi game lấy ô này, mà ô này mở gọi là ngon, ví dụ như là giống như thường thường đấy, thì chúng ta lời nhiều rồi. Đấy, nên kiểu là lấy game đổi ra nhân phẩm các bạn. Ok, mình sẽ chọn vào ô thứ 3 đi. Trời ơi, đó, sao có một viên vậy? Viên này hơi lỗ rồi nha. Cái này có vẻ phải là 2 với 3 chứ nhỉ? Mình vẫn còn một viên 2 hoặc 3 đó ở trong hai cái rương này nè các bạn. Giời, sàn dự game quá, chúng ta cũng đau thôi các bạn. Chắc là mình sẽ lên khoảng tầm là ô thứ 15 đi. Đấy, trời ơi, tại vì có một rồi nên chỉ còn là 2 thôi. Rồi, sẽ chọn vào ô thứ nhất. Ok, mong là mình sẽ có đá nha.
Mình thấy pháp sư xuất hiện ở ô thứ ba, thì ở ải này là ải đăng thấp nên mình sẽ chọn lại ô thứ ba. Tại vì sao? Tại vì ải thấp chọn vào ô có pháp sư thì tỷ lệ pháp sư cũng không có cao. Còn bây giờ thì mình không có dám chọn lại ô thứ hai đâu nha, vì biết đâu pháp sư ở đó. Mà mình thấy là cái ô thứ gọi là thứ tư có đá màu xanh xanh đấy, mình cũng có thể chọn ô này. Nhưng mình khả năng mình chọn lại ô thứ ba luôn. Trời ơi, vì nó không liên quan nên chọn lại vậy đó các bạn. Đấy, là thấy pháp sư ở ô thứ gọi là hai nảy ra hai lần rồi, không lẽ là ra ba lần? Có khả năng lắm nhưng khả năng là rất thấp. Ra nào, ui xời, đó thì cũng là một cách suy luận đấy các bạn. Rồi, và ô này thì mình tiếp tục là lấy mở ra một chỗ một không có là một đang bịp mình này, mình mở ô thứ ba luôn ra. Thôi không ra, giờ mở lại ô thứ nhất nè. Ui giời, không ra luôn. Vậy hai ô này thế nào cũng có các bạn ạ. À, ra luôn nè. Thôi hai viên. Ô này là khả năng là một viên, tại vì mình ra gọi là ba viên rồi. Ở đây thì chắc mình phải chung là thôi, chắc mình lên ô thứ 15 quá hả? Thấy không ổn các bạn, xài game nhiều quá hả? Buồn luôn á. Trời ơi, biết vậy lấy ô đó cho rồi. Đó, không chọn nè, giờ gặp pháp sư luôn. Giờ hết phân tích luôn, không sao. Tại vì mình sẽ gọi là sử dụng game khô máu lần ha. Mặc dù game next series mình hơi tiếc nhưng không sao. Đấy thì để quảng cáo cho các bạn qua bên xem trên video quân Toriko New. Đấy, ok thì ta sẽ nãy mình thấy đá ở ô thứ nhất không? Rồi mình mất dấu rồi. Chắc mình chọn lại ô thứ ba quá. Tại vì sao? Tại vì nói chung là thấy vậy á. Rồi đá ở thứ nhất với lại ô thứ hai, giờ là chọn ô thứ hai hoặc ô thứ ba là khả năng dính dắt này, dính dắt luôn. Trời ơi, dính cứng nhắc luôn đó, dính cứng nhắc pháp sư luôn. Ô thứ hai này, trời ơi, bị bôi. Rồi ở đây là tội tố game này các bạn, không sao. Bình tĩnh, có game này 10 game 3 viên không ra, khô máu luôn. Rồi xong rồi. Giờ ta chẳng còn chi, ở đây trắng tay mà thôi. Nãy không chịu chọn ô thứ ba đi, giờ hối hận không kịp các bạn ạ. À, chọn thứ ba giờ đi tiếp là cũng ngon, đi luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này mình đi hơi lỗi nha các bạn. Các bạn qua bên xem bên kênh video quân tôi cô điêu cho bên đó đi hay hơn. Ở đây mình đi lỗi mà. Mình tiếp tục chọn thứ tư nè. Rồi xong, từ bạn là gọi là từ hên mà giờ thành xui luôn. Hay lắm, mức của mình gần 100 game rồi. Tuyệt vời, lát nữa không mở ra cái rương kia, không mở ra cái gì ngon thì thôi. Đừng nhìn mặt tôi. Có khả năng bù lại game đây. Thứ tư. Sao vậy? What? 40 rồi á. Mình chơi khô máu luôn các bạn. Mình chơi khô máu luôn, đợt này là mình chơi khô máu luôn. Đó. Rồi, còn gương này không? Mình mở khô luôn các bạn. Ôi giời ơi. Thôi xong rồi, ô này tới tận là 25 rồi, sao mà khô được. cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi rồi, xong. Giờ là thôi từ bỏ hết rồi các bạn. Hay là rồi sớm mình lấy cái rương này nha. Mình lấy một cái rương này rồi mình chuồn nha các bạn. Hey. Trời ơi. Rồi ô thứ hai á, thôi ô này không có pháp sư. Giờ là có pháp sư nè. Nhất đi. Đừng mà, xin đừng, trời ơi. 10 game rồi. Thật ra các bạn, trời ơi. Trời lỗi quá, trời lỗi luôn, biết vậy 80 game mới được đó, 40 không. Đó biết vậy, lấy hai cái rương kia có 50 game. Mà còn có phần thưởng vượt thưởng mở ra, còn có ít game nữa. Quyết định gọi là chọn sai nền văn minh là vậy đó các bạn ạ. Đấy, trời ơi, từ 2380 game, giờ còn 2250 game, bay mất game mà không được gì luôn. Nếu các bạn cũng phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Ok, giờ biết là các bạn nào thấy gọi là thương cảm cho mình thì nói chung là có thể nhấn like đăng ký cho mình đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đây và đánh ở trong đây nha các bạn. Đó, rồi thì nói chung là mặc dù cũng buồn nhưng mà không sao, tại vì lượng game mình làm video là có ý nghĩa các bạn. Còn mình mà tự nhiên không, mình ọp xương rồi mất đi nhiều game như vậy mà không được cái niệm gì là mình tiếc lắm các bạn nha. Đấy, đại long nữ lên nào. Hai phát. Đó, một phát nè. Ôi không được hai phát rồi. Phải là cho một chú rồng này chêm vào.
cái rồng này là bị nước khắc chế. Lúc nào cũng phải đến tay của đội trưởng các bạn, việc gì cũng phải đến tay đội trưởng. Đấy, được chưa con đường? Trời ơi, cảm ơn. Đó, ăn điểm nè. Thực ra là mình mới nhận được game từ làm tab 70 game bù lại mình xương xương. Nói chung là mình sẽ làm một video để mà giải thích về cái lượng game mà tại sao bây giờ mình mới nhận được 70 game tại ở làm tab các bạn ạ. Rất là ly kỳ, thú vị đấy. Nói chung là liên quan đến việc re-boss tab các bạn ạ. Nào, sao mà bên kia mạnh quá vậy? Không lẽ là sai lầm tuổi trẻ? No, không lẽ nào, sai lầm tuổi trẻ các bạn nha. Rồi, xong rồi. Ông không biết ông làm gì luôn á, quân Toriko à. Ông làm gì tôi khó hiểu với ông luôn á. Rồi, xong giờ sao ta? Mình đánh lại không ta? Bình tĩnh nha, mình không thể thua được. Chắc mình chưa thua đâu. Ok, chưa sai được. Ok, thấy lựa chọn tiếc 25 game chi không biết. Thấy 25 game kia mở lượt 3, mình cứ nghĩ sẽ được 2 thôi. Ai ngờ 3 thì trêu đùa mình thiệt chứ. Bên kia là đi sẵn khoái luôn á. Có chữ final thì cũng không có thể ăn được. Thì final chỉ hiệu nghiệm khi máu còn thấp ơi là thấp thôi. Ví dụ như này nè. Đấy, không giết được nha các bạn, không giết được. Đó, ok. Ta vẫn còn là sức mạnh niềm tin các kiểu nha. Đấy, và giờ Đai Long Nữ sẽ là người up skill nè. Cho, đó. Cái con rồng này có tới tận là 280k luôn á. Các bạn muốn test thử xem đam của chú rồng gọi là Ui da, Đai Long Nữ không giết được. Ok, mình sẽ test thử đam của chú rồng này nha. Khi mà hồi sinh với 3% lượng máu. Final Ultimate Tom, sức mạnh tăng cao 244k. Thì cũng kết hợp với lại cái bơ hồi sinh cũng được. Nhưng mà thành ra là chúng ta cũng hơi khó để kích hoạt đấy các bạn ạ. Ui giời, đội hình gì đây? Đang là tìm đội hình mạnh đánh đúng không? Có chắc là mình phải tìm đội hình đánh xương xương. Để mà còn gọi là đăng video sớm nè các bạn. Này, đăng video trễ rồi, nhưng mà sớm hơn tí xíu đi. Trễ quá, không có gọi là bạn nào xem, bạn nào like, bạn nào đăng ký kênh cho mình. Nói chung là lỗi của mình các bạn. Lỗi của mình khi mà mình quá là gọi là gì nhỉ? Hơi là dội vàng các bạn. Thật ra là mình vừa bị mất nhiều game mà mình không được cái nick gì cả. Nhưng may mà mình còn dừng đấy các bạn. Mình mà chơi luôn 80 game vào trong đó nữa thì thôi mọi người sẽ gọi là không biết sao lắm. Chuyện là dở rồi các bạn ạ. Nên là chúng ta chơi có chuẩn mực nha các bạn. Đấy, ok. Không sao. Mình phải bình tĩnh. Bắt đầu đó khoảng tầm bao nhiêu game nhỉ? 120 game thôi, không sao đâu. Cứ xem như 120 game là mình làm gì nhỉ? Là mình nói chung là mình có được một cái gì đó để mình chậm lại, mình suy ngẫm nhiều hơn game this series. Ui trời ơi. Mình nói chung là có thể là có một cái gì đó để mọi người ta có thể bình tĩnh hơn trong một vài tình huống. Đáng lẽ ra trong cái tình huống đó mình thấy đi không lành đó, là mình đã đi không lành, canh không ngọt, thì mình kiểu mình đi ban đầu á, mình dứt khoát luôn là lấy game mua thì chúng ta mua hết luôn đi, mua cho có nhiều nó luôn đi đấy, để mà còn là ao sớm lấy rương ra được hên thì hên, không hên thì thôi đấy. Còn đây thì mình cứ gọi là dở ương ương á. Đấy, mình cứ gọi là tiếng không tiếng, lùi không lùi, làm tí xíu mà may mắn thì gọi là lúc đầu mỉm cười, lúc sau là hết mỉm cười. Nên thành ra là chúng ta mới gặp phải cái tình huống là quái âm như vậy. Nhưng không sao, mình nghĩ là lần sau mình sẽ gọi là cố gắng để mà bồi đắp lại các bạn ạ. Sao nít chính chúng ta nhiều lúc mình nghĩ đi khó sao đấy các bạn. Bên gọi là nhiều nít khác hay là bên nít khác đi còn đỡ nha. Nít chính ngoại trừ cái đợt mà hồi trước đi lấy game đấy các bạn, là ok nai sư number one ra thì bình thường đi không có nhiều là hên cho lắm. Không sao, mình cứ lạc quan, tin tưởng là sức mạnh của niềm tin, rồi chúng ta gọi là cứ chơi đi các bạn, đừng có buồn phiền làm gì, nếu không là ảnh hưởng đến tựa game của chúng ta đấy. Đó, thì mình vẫn sẽ mỉm cười nha, nhất là được sự động viên của các bạn, được sự ủng hộ các bạn, ghé xem video của hai kênh đấy, đăng ký luôn cả hai kênh, like cả hai kênh đấy, thì còn gì tuyệt vời hơn phải không các bạn.
120 gram có đáng là gì? 1020 gram cũng vậy các bạn ạ. Đó, bạn thấy mình là mạnh mẽ chưa? Mạnh mẽ rồi thì ok nha. Đây là ok, không có ok, các bạn cứ yên tâm đi. Mình thì làm video hướng dẫn cũng nhiều rồi, và mình cũng trải qua nhiều cái gọi là tình huống, nói chung cũng khá là gì đó rồi. Cái tình huống này của mình cũng không có gọi là quá sức đâu các bạn ạ. Các bạn cứ yên tâm, mình vẫn ổn nha. Các bạn cứ yên tâm. Đó, yên tâm đi, không giết được. Đó, ok. Đây thì chúng ta lại tiếp tục còn hai trận đấu nữa. Wow. Gặp hai chú rồng nữa. Cấp 10 có 5 sao, level 70. Được đấy, được đấy. Cũng là khả năng sẽ chạm trán, nhưng mà mình có skill đặc biệt thì sao? Thì sao? Sơi ơi. Rồng thì không có hẹn ngoài không gian đâu, không có thể là đánh bại chúng ta bằng những chiêu thức bình thường như thế được. Nào, sức mạnh lên. Đó, lock đi. Chúng không cần block là vẫn có thể là ao nhay được. Nữ hoàng á. Đây rồi, chú rồng sầu riêng. Rất nhiều bạn gửi chú rồng này như vậy, rồng là durian các bạn ạ. Ok, nhưng mà nhìn giống sầu riêng thiệt. Chắc là chú rồng này chú rồng sầu riêng thiệt rồi các bạn ạ. Cho chú rồng này một phá huyết á. Cho tỉnh người ra. Tỉnh nè. Tỉnh liền, ui xươi. Ok, và mình vẫn tiếp tục là nghênh chiến nha. Nhiều khi đai lông nữ mình có thể là đỡ được đai lông nữ bên kia. Và ai là hàng xịn đây? Hàng xịn nè. Thôi ôi, hàng xịn các bạn. Thôi ôi, lỡ chú rồng fragmented karma biết là buồn đó. Thôi ôi. Đấy. Ok, mà nhiều khi là pha này mình đánh vào block và chú rồng bên kia đánh lại mình thì sao? Chắc là không đâu. Chắc là không giòn đâu. Ok. Và hình như là còn một trận đúng không? Đấy. Đánh thì để mình nói chung á, trong ranh này là chủ yếu để mình cày ranh cho chú rồng chúng ta đấy. Thật ra là mình vẫn đánh cũng cho làm video cho sẵn tiện nó đánh luôn nha. Ok á, đánh chiếc bạn mình á. Thiệt luôn. Ồ, chú rồng bên kia cụ vĩ hồ ly lớp 55. Đấy. Nice nè. Đó, mình đi cụ hồ ly cao cấp hơn chú rồng cụ hồ ly bên kia rồi nha. Một chú rồng gọi là thuộc vào cổ lô sĩ, nhưng mà có khắc chế luôn nanh chiến binh. Biết nanh chiến binh là làm gì mà bị khắc chế nhiều thế nhỉ? Ê, chiến binh đầu tiên mà. Thôi ơi. Rồi sao mình bị đánh nhiều mà mình chưa block lại luôn nha. Hôm qua thấy block nhiều lắm mà. Ui. Không được rồi. Rồi cho nanh chiến binh vào. Lần này chẳng lẽ là khô máu ta. Hấp huyết lên phát đã. Hấp huyết lên nè, đánh chí bạn y, đánh chí bạn mình luôn á. Chủ nè, mình mà còn xíu máu đi, câu rồng mình chỉ biết thế nào là hồi mã thương các bạn ạ. Chuyện gì cũng phải đến tay của đội trưởng. Đấy, đội trưởng pha này là ra gánh liền, gánh tem liền. Trời ơi. Đấy, Glustanot nha, đấu gọi là đấu thần rồi nanh chứng binh nha. Cũng gọi là nhờ chú rồng Fragmented Caban, chú rồng Terraformer đội trưởng chúng ta gọi là đỡ cái pha cuối các bạn ạ. Ấy, đại long nữ ăn thêm một điểm chứ biết đâu không block thì mệt lắm các bạn. Đó, ok. Và có lại video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.